Good morning các bạn. Ngồi trên giường coi tin tức này nọ rồi buổi sáng cập nhật uống cà phê. Cà phê thì từ Việt Nam mình cũng sắp hết rồi. Ba tháng nay không có ai đi đi về về Việt Nam á, cho nên không có ai mang cà phê về. Sắp hết cà phê, chắc phải đi mua cà phê gọi là cà phê hộp á, xong rồi mình về mình sẽ mua cái máy sấy nhỏ, rồi mỗi lần uống cà phê mình sấy một hai ba muỗng vậy đó, tức là mỗi lần sấy uống là sấy thôi thì nó thơm, cũng đến nỗi tệ lắm. Mình thì nói thật ra cũng không có kén, không phải là chuyên nghiệp cà phê cho nên cũng không có kén lắm. Có một tí chất cà phê là uống là buổi sáng là thấy nó đỡ đỡ rồi, nhiều khi uống trà cũng được, nhưng mà có lúc thì thích cà phê, có lúc thích cả trà. Sáng nay stock cũng rơi dữ, mấy người expert qua cảnh cáo về cái kinh tế sẽ còn rất là lâu, khủng hoảng rất là lâu về cái ảnh hưởng của cái coronavirus này. Mình cũng nghĩ vậy đó, cho nên thôi chắc không có nhưng mà bây giờ hiện tại thì mấy cái stock của những công ty tốt đó, nó vẫn còn rất là cao luôn. Không biết rất là nhiều người người ta vẫn còn tin tưởng vào cái những cái công ty đó, như là Apple Computer với lại Tesla, những cái hãng Boeing. Boeing là hãng máy bay là xuống dữ lắm nè. Rồi hãng GE, GE là hãng General Electric mà làm những cái máy cho máy bay Boeing, rồi rồi tất cả cũng rất nhiều. GE hồi đó là một cái công ty lớn nhất thế giới, bây giờ là xuống thua hạng đâu không biết, hạng thứ mấy bây giờ đó, nhưng mà bây giờ là hãng công ty lớn nhất là như là Apple thì phải. Nhớ ngày xưa mình làm cho công ty Apple, mình chạy cái máy hàng á, lúc đó chưa được vô chính thức Apple, nhân viên Apple chỉ làm gọi là tạm thời thôi, đang xin vô mà xin vô khó lắm, trời ơi Apple mà. Với lại lúc đó mình đang học là học sinh, mình muốn làm kỹ sư thì cái vô chức vô đó là nếu như được là hên lắm, khó. Cái đến lúc mà mình vào năm gọi là năm thứ ba rồi thì mình muốn tập trung học học hành, cho nên thôi xin nghỉ, tao thấy nó cũng khó quá, không không có vô được. Lúc đó lắp ráp của computer nó ở Apple, nó còn làm ở Fremont, là cái thành phố cái cạnh của San Jose nè. Rồi mình nhớ cái stock của Apple lúc đó có mười mấy đồng một share, mà lúc đó là chưa có split ra, là coi như là với giá trị bây giờ chừng một hai đồng bạc à. Tưởng tượng hồi đó mà có chừng trăm share tới bây giờ là 300 mấy triệu đồng. Giàu to. Nói ai mà ôm stock lâu với mấy chục năm vậy là cũng hay chứ, mấy người gọi là mua stock rồi thấy đó luôn mấy chục năm thì khá là hay lắm. Mấy người gọi anyway. Kinh tế lúc này mà chờ có tiền mà mua stock mấy cái công ty đang xuống này này, rước thảy đó mấy chừng 5 6 năm nữa lên chắc giàu, nhưng mà thôi mình đâu có tiền mà bỏ đó ngậm vậy được. Trên tết thì mình cũng đang upload cái một cái video cho các bạn xem, là mà ngồi nghĩ cái tên của cái ví dụ nhiều khi á mình đặt cái tên nó khéo léo mà nó gọi là câu view thì người ta nhảy vô, người ta bấm, người ta coi tò mò, nhưng mà thật ra thì cũng khó lắm. Mình muốn đặt cái tên cho nó có dính líu với tựa đề một chút mà nó cũng hơi hấp dẫn, với lại cho người ta thích coi thì người ta bấm, đúng không? Nhưng mà nói chung đa số những cái video mình upload là có chừng khoảng 800 đến 1.000 người coi à, chứ không có nhiều. Nếu như mình được nhiều như mấy cái video mà làm sốc á, như là trolling hay là pranking, là mấy cái video đó thì
có rất nhiều người coi nhưng mà mình không có thích làm như vậy. Anyway, đang uống cà phê, đang coi tin tức rồi đang upload video cho các bạn xem á. Hôm nay trời trời thì thời tiết thì không có mưa. Hôm qua trời mưa, chỉ mưa cả ngày luôn. Nhưng mà cuối chiều thì cũng ráng đi bộ được một chút đỉnh. Coi coi thời tiết. Thời tiết hôm nay không mưa nắng. Thời tiết lúc này thì rất là mát mẻ. Từ đổi ra cái đội xe của mình 15 độ hiện tại, 15 độ C thì nó rất là mát. Cuối tuần là tiên đoán là mưa. Ý vậy à, cuối tuần mình muốn làm cái gì vui ngoài trời, nướng thịt hả gì? Nướng thịt. Các bạn coi mình thấy video thấy mình tối ngày cứ nướng thịt nữa. Thì không biết gì làm, ăn phải chỉ có nướng thịt thôi chứ biết làm cái gì. Mà nhiều cái thịt mình không có ăn, mình chỉ nướng thôi chứ cho thằng con nó ăn chứ mình không có ăn, biết không? Đó, nhiều người nói mày tối ngày mới ăn ba cái đồng bệnh bạ rồi không bị bệnh nữa. Nhiều khi làm video mà mình chỉ chia sẻ một góc cạnh thôi mà người khác thì coi người ta nghĩ mình như vậy như vậy. Anyhow, chút nữa trời tỉnh táo rồi mát mát đi bộ vòng vòng. Chào các bạn tạm thời nha. Bye bye. Ngồi nhà từ sáng giờ thấy thấy nó cũng như là bị bức rứt trong lòng, tại vì giống như bị ở ngộp thở đó. Đi ngoài chút xíu. Tờ có hỏi ra đổi giấy tờ giấy số. Tại số như chúng 6 đồng là đổi 6 đồng cái tối nay coi nó hên xui mai rưỡi nhé. Mua tờ tốn hết 10 đồng nhưng mà chúng có 6 đồng như lỗ 4 đồng. Thì bây giờ là mình gỡ lại 6 đồng thì mua lại cái gọi là Super Lotto. Là Super Lotto nó chỉ có 1 đồng một vé thôi của Cali. Giải độc đắc bây giờ là như 20 mấy triệu. Quá nhiều. Cái giải kia tới 200 triệu mấy. Mình chỉ mua cho vui thôi. Chúng thì chắc là chắc mừng hết lớn luôn. Không bao giờ có nghĩ tới mình trúng được. Ngoài đây bầu trời xám xịt. Mình tưởng bữa nay nắng lên lại rồi chứ ai ngờ nó rất là nhiều mây nhưng mà không có mưa. Xe cộ thì cũng lai rai. Khi mà trời chuyển mưa đó, không phải chuyển mưa, cái này nó kiểu là bị mây thôi. Việt Nam mà trời chuyển mưa là biết liền ha, thấy nó bắt đầu xám lại nó mưa nhanh. Ở đây nó cứ vậy suốt ngày nhưng mà nó không mưa. Thấy nó không có được vui. Ở đây có cái tiệm cua Kicking Crab bây giờ đóng cửa cả mấy tháng rồi, 2 tháng rồi. Ok. Đổi giấy số chứ mình cũng đi vòng chợ rồi có gì không? Chợ này thì mình ít có khi nào mua được cái đồ lắm. Rồi đây thử coi có cái gì trái cây hay là cải nào mình kiếm cải làng để mua về xào luộc lên ăn mà. Ở đây có cái tiệm Thanh Hương, bánh mì Thanh Hương sandwich. Trong cái khu này có bán phở, bán gì mà
bây giờ không có phải đóng cửa hết, đa số. Wow, cái chợ bên này bộ đóng cửa sao không có chiếc xe nào hết vậy? Dạ, đóng cửa rồi. Tại sao đóng ta? Bán ế quá rồi đóng. Ok, đóng đây thôi, đi vô khác. Ở đây là cái trạm xe điện nó sắp mở chạy lên, nói với lại Fremont rồi nói lên San Francisco. Bây giờ chắc biết tới chừng nào mới mở. Đây là những cái khu apartment mới cất. Đi đến cái chợ Mỹ này thì mua vé số thôi về luôn, không cần. Quán phở cũng đóng cửa luôn. Ế quá. Hai đây ba, ba cái đây có ba cái phở. Trong một góc đường này mà ba phở. Đây nữa nè. Đóng hết à. Bán ế quá đó. Không đủ lời. Lúc mà thấy nó không có được vui bừng bừng trời sầu sầu vậy nè, có vài lon bia hoặc là vài hai ly rượu van uống vô cái nó xỉn xỉn ngủ, nhưng mà giờ mình không có thích, không có muốn uống, cũng cử được 3 tuần rồi cho nên cố gắng luôn. Thấy cái độ đường nó đang xuống tốt mà mình phải cố gắng thôi, chứ từ bây giờ uống vô 1-2 ly nữa cái cũng như là mất công cả 3 tuần nhịn cho nó có sức khỏe là uống vô vài ly mà nó hại. Lại nếu đi uống vô mà đi bộ được thì cũng uống, nhưng mà bây giờ đang trời như vậy khó là biến đi bộ. Mua tại vé số rồi chạy về. Nhá, mới bị đi vô dạo chợ ăn cái coi có gì không? Lỡ ra ngoài rồi thôi đi vô chợ dạo một cái luôn. Hy vọng ngày mai trời nắng lại, mình nghĩ vậy. Chạy vô chợ điên vòng thấy không có gì muốn mua hết rồi mua tại vé số thôi chạy ra. Giờ thì chắc mình ghé McDonald's mua mấy cái French fry ăn cho nó, cho con nó ăn gọi là snack thôi. Yep, có lúc đi vòng cái cho nó thoải mái. Về cái đứng giãn cho nó giãn gân giãn cốt rồi nằm tiếp. Này sao mất tập trung á, nằm mà coi muốn coi một cái phim gì mà coi nửa chừng cái nó bị làm sao đó. Không có tập trung coi phim được, cứ lảo đảo coi ba tin tức không à. Mình cũng thấy hiểu được là nhiều người họ ở trong nhà suốt ngày họ chịu không được. Như mình có lúc ok, có lúc bữa nay đi ra ngoài 5 phút vậy đó. Cái nữa thấy nó hít thở không khí chút xíu ở ngoài rồi cái thấy ok trở lại, chạy lại vô nhà. Ngoài ra thì trời nó như vậy nè cũng đâu có gì vui đâu. Cho nên đi ra ngoài mua đồ chút xíu vậy đó rồi cái rồi về thôi. Cho nên làm vlog mỗi ngày cũng chẳng có cái gì để mà chia sẻ thú vị với các bạn. Ôi, mưa xuống rồi nè các bạn. Mình tưởng nó không mưa chứ là cũng mưa. Ok thôi mình xin chào các bạn nha. Đang mưa mà cũng chẳng có gì vui hôm nay hết. Mình hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye.